vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng. Chỉ còn vỏn vẹn có 16 tháng nữa là tới Đại hội Đảng lần thứ 14, khai mạc vào đầu năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang nỗ lực chạy đua với thời gian để củng cố thế lực cũng như phe cánh của mình. Trên cương vị Tổng Bí thư kiêm trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Tô Lâm đã quyết liệt chỉ đạo làm rõ các vụ án cần phải xử lý dứt điểm, mà không nói người ta cũng biết nhắm vào ai, phe cánh nào. Ban đầu, bao gồm các vụ dự án như đại án IC liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ án xuyên Việt Uê, các vụ án liên quan đến các nhóm lợi ích sân sau như tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát và siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng, ở tỉnh Lâm Đồng. Hầu hết các vụ án này đã khiến cho hàng loạt các quan chức, lãnh đạo cấp cao và ủy viên Trung Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, trong đó đã có các tứ trụ và thành viên đã bị bày chức. Chỉ hơn 3 năm của nhiệm kỳ 2013 đã có 20 trung ương, trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị mất chức. Kết quả vừa kể trên đã khiến cho vai trò của ông Tô Lâm trên chính trường Việt Nam ngày càng tỏ rõ và nổi bật hơn. Chưa hết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại cuộc gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã cho biết dự kiến tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Đảng cũng như nhà nước và Quốc hội. Trước đó vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, truyền thông quốc tế cũng đưa tin nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài cho biết ông Tô Lâm có thể sẽ thôi giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội thường niên sẽ tái họp vào tháng 10 sắp tới. Được biết, kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10, diễn ra 2 đợt họp và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024. Đây là cuộc sắp xếp và cải tổ nhân sự lớn đầu tiên sau khi ông Tô Lâm giữ đồng thời hai chức vụ đứng đầu Đảng và Nhà nước. Giới quan sát quốc tế đánh giá cho rằng ông Tô Lâm hiện đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đồng thời, bộ máy lãnh đạo cũng như các nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất tại Đại hội Đảng 14 diễn ra vào tháng 1 năm 2026 cũng phụ thuộc vào vai trò của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 đã xuất hiện các thông tin cho biết liên quan đến hội nghị Trung ương bất thường sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 8 để giải quyết vấn đề nhân sự cấp bách và theo dự đoán sẽ có những biến động nhân sự cấp cao trong Đảng. Tới chiều ngày 16 tháng 8, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13. Như vậy, sau khi bầu bổ sung ông Lương Tam Quang đến nay, Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có 15 ủy viên. Được biết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 7 phê duyệt bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 6 năm 2024 để thay thế cho cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người trước đó đã được bầu làm Chủ tịch nước. Ông Lương Tam Quang cũng là người đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm hiện nay. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương cũng bầu bổ sung các thành viên Ban bí thư bao gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng và ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo giới quan sát và phân tích chính trị Việt Nam đã thống nhất đánh giá việc ông Lương Tam Quang vào thời điểm đó chưa là ủy viên Bộ Chính trị mà trở thành Bộ trưởng Bộ Công an là điều chưa từng có từ năm 1975 cho đến nay. Hơn thế nữa, có lẽ ông Lương Tam Quang là một ủy viên Trung ương Đảng mới chỉ có hơn 3 năm là chưa chọn một nhiệm kỳ đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị cũng là điều vô tiền khoáng hậu. Như vậy, phía sau ông chắc chắn phải có một thế lực rất lớn đỡ đầu và người ta cho rằng đó là ông Tô Lâm. Công luận đánh giá việc ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được bầu bổ sung vào Ban Bí thư được cho là sẽ thay thế cho Chánh Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình với mục đích để giải quyết dứt điểm hàng loạt vụ án oan sai, trong đó có vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, cho đến nay vẫn cho rằng ông Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước và chỉ giữ duy nhất chức Tổng Bí thư. Nguồn tin cũng cho biết Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư sẽ giữ chức Chủ tịch nước và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sẽ giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Theo giới phân tích, việc ông Lương Cường và Trần Cẩm Tú vẫn thăng tiến như đồn đoán cho thấy sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Tô Lâm vẫn chưa thực sự làm chủ tình thế trong lúc này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm sẽ xử lý Thích Trần Quang là nằm trong kế hoạch hạ bệ phe Nghệ Tĩnh. Vụ việc nhà sư Thích Trần Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, sở hữu nhiều bằng đại học và có bằng tiến sĩ cấp tốc, đã và đang nóng trên mạng xã hội từ nhiều tháng qua. Nhưng sau khi luật sư Nguyễn Ngọc Luân ở Sài Gòn gửi thư ngỏ đề nghị Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm, thì câu chuyện chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt được cấp vào năm 1989 là bằng giả. Bởi ông Việt không có tên trong danh sách thi và cấp bằng bổ túc văn hóa cấp 3 khóa vào ngày 6 tháng 6 năm 1989. Truyền thông nhà nước dường như nhận được sự chỉ đạo đã nhanh chóng vào cuộc và đồng hành yêu cầu cần ra soát toàn bộ bằng cấp của ông Thích Trần Quang sau nghi vấn bằng cấp 3 giả. Các chuyên gia cho rằng cần ra soát lại toàn bộ quá trình học và bằng cấp từ tiểu học đến đại học tiến sĩ của ông Thích Trần Quang để có thể đánh giá, kết luận và xử lý thỏa đáng. Tại sao lại có một cái chiến dịch rất thống nhất và bài bản lớp làng như vậy? Điều đó có liên quan gì đến các thông tin lâu nay cho rằng sư Thích Trần Quang có quan hệ huyết thống với ông Chủ tịch Hồ Chí Minh? Theo đó, Vương Tấn Việt là cháu nội của ông Vương Chí Nghĩa, một người anh em cùng cha khác mẹ với ông Hồ Chí Minh. Công luận vẫn cho rằng ít ai biết chính xác về thân thế của sư thầy Thích Trần Quang, Vương Tấn Việt, nhưng chắc chắn nhân vật này phải được chống lưng bởi một thế lực chính trị rất lớn. Với lý do ông rất giàu và từng công khai tự nhận là cháu của ông Hồ Chí Minh mà vẫn bình chân không bị công an tới hỏi thăm. Đặc biệt, các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trong các sự kiện có liên quan đến sư Thích Trần Quang thường có sự góp mặt của đại tá Nguyễn Tất Trung. Đây là người được cho là có mối quan hệ huyết thống với ông Hồ Chí Minh. Theo đó, đại tá Nguyễn Tất Trung là con của bà Nông Thị Xuân với ông Hồ Chí Minh. Sắp xếp các sự kiện cho thấy sư Thích Trần Quang đã vi phạm trong việc sử dụng bằng giả và mua bằng tiến sĩ. Cách đây chưa lâu, ông còn bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp lệnh cấm thuyết giảng 2 năm do có các phát ngôn và bài giảng mang tính gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong bài giảng, ông Thích Trần Quang ám chỉ và sách mé gọi sư thầy Thích Minh Tuệ, một người tu theo hạnh Đầu Đà, là thằng ba trợn. Điều đó đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Một số nhà quan sát đánh giá, sau khi giành chọn quyền lực thống lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu tối cao của Tô Lâm là sẽ xóa sổ phe Nghệ Tĩnh. Với lý do các nhóm chính trị này là bệ đỡ quyền lực của Tổng Trọng, đồng thời trong suốt hơn 10 năm cầm quyền công Trọng, phe Nghệ Tĩnh đã làm mưa, làm gió trên chính trường của Việt Nam. Theo một số ý kiến, Tô Lâm muốn dỡ bỏ các di sản của ông Tổng Trọng, nhất là nhân sự của hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Việc truyền thông nhà nước đồng loạt đưa các thông tin sai trái của sư Thích Trần Quang là chiêu chỉ tang mạ hoè, một cách tấn công gián tiếp đối thủ của ông Tô Lâm, nhằm mục đích làm cho công luận thấy rằng đến nay, việc một số phe nhóm chính trị trong Đảng vẫn mượn hình ảnh của ông Hồ Chí Minh làm bình phong để xưng hùng, xưng bá là điều hoàn toàn không còn giá trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm sẽ xử lý Thích Trần Quang để hợp pháp hóa kế hoạch hạ bệ phe Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.